Phước An Tôn Quỳnh Năm, tử đạo năm 1840. Ai kính sợ Đức Chúa sẽ không gặp tai ương, có bị thử thách họ cũng thoát khỏi. Huấn Ca chương 33 câu 1. Người đặng phước điệu về Đồng Hới thì gặp Cố Cao, Cha Hoan và Cha Điểm, làm bạn chịu vì Đức Kitô như làm bạn chịu vì Đức Chúa Giêsu với nhau, cho nên người đầy lòng mừng rỡ. Đến lúc phải ra trước tòa quan thì quan dạy bỏ đạo phạm ảnh, thì người cứ một lòng bền vững, thà bỏ mạng sống mình chẳng thà bỏ Chúa. Cho nên quan dạy đóng gông và xiềng mà giam trong ngục, để ngày sau sẽ xử. Bữa sau khi điệu người ra mà xử thì người vững vàng như bữa trước. Quan thấy sự ngăm đe nộ nạt không động lòng người thì đem lời dịu ngọt mà dỗ dành rằng: Thầy hãy bước qua thập tự thì yên, ta cho về với vợ với con. Hay là thầy sợ tội thì ta lại cho vào trong tù ở đôi ba bữa, có sẵn thầy đạo đó sẽ giải tội cho. Người liền tỏ ra lòng gớm ghiếc sự ấy và quyết thà chết chẳng thà lỗi nghĩa cùng Chúa. Tức thì quan dạy lính kéo người qua trên thập tự. Người thấy làm vậy, dầu đã biết sự bắt ép trái ý mình thì mình không tội, song cũng cất tiếng phân phô tỏ cho ai nấy biết lòng mình chẳng ưng chịu mà rằng: Ấy là việc quan lớn làm, không phải tôi làm, cho nên nếu có tội thì là tội quan lớn, không tội tôi chút nào. Quan hổ thẹn vì không làm chi mà uấn lòng người đặng, thì dạy đóng gông đem về ngục. Phen khác quan còn tra khảo mà chẳng đặng gì, thì hỏi Cố Cao rằng: Mấy người có đạo khác dễ bước qua ảnh, sao thầy năm này không chịu? Cố Cao thưa rằng: Vì mấy người khác không biết đạo cho rõ, không tin cho mạnh, còn thầy Năm thì đã thông lẽ đạo và mạnh tin vững vàng, cho nên không có lẽ mà phạm tội ấy đặng. Vậy tôi xin quan lớn đừng làm cực ép thầy ấy nữa. Vậy tôi xin quan lớn đừng làm cực ép thầy ấy làm chi nữa, vì là vô ích mà thôi. Chị em thân mến, khi gặp những người bạn cùng chịu cực hình vì danh Đức Chúa Giêsu thì Thánh Quỳnh Năm vui mừng và thêm dũng khí can trường. Chúng ta quyết tâm trở nên những người chị em thân thương, những người bạn tốt cùng nhau sống và làm chứng cho Chúa trong môi trường hôm nay. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn là những người bạn tốt của nhau, giúp nhau sống và thi hành sứ mạng. Xin cho chúng con luôn nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau, để từ đó chúng con tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho nhau, cùng nhau sống chứng tá cho Chúa. Amen. Luôn cậy trông vào Cha Chí Nhân, hồn đơn sơ sống đời khó nghèo, cùng mẹ ra đi về thôn làng nơi còn nhiều khổ đau, nơi còn nhiều khổ đau. Bao con người một đời cay đắng, ngày tháng không đủ cười thì con cho họ tình thương, cho họ tình thương. Tình thương đó là con Thiên Chúa chịu chết cho đời, thì trong yêu thương con xin lên đường. Chúa, Chúa đã gọi con, Chúa đã trông con, Chúa sai con đi, Chúa sai con đi. Đem tình thương của Chúa cho muôn người trên khắp mọi nơi, thì giờ đây con xin lên đường.